Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị đã quay trở lại với chuyên mục chia sẻ quá trình thi công thực tế các công trình của nhà đẹp Kiến Phú Mỹ. Và trong video ngày hôm nay, Kiều Loan sẽ cập nhật tới quý vị quá trình thi công của căn biệt thự hiện đại 3 tầng, kích thước mặt tiền là 11m và chiều sâu là 10m của gia đình anh Huân, có địa chỉ xây dựng tại Đông Anh, Hà Nội. Trước tiên, xin mời quý vị xem 3D ngoại thất công trình. Ngôi nhà 3 tầng hiện đại của chúng ta ngày hôm nay có kích thước mặt tiền là 11m và chiều sâu là 10m, sẽ có công năng sử dụng như sau. Tầng 1 bao gồm một phòng khách rộng 29m², một phòng bếp ăn rộng 28m², một phòng ngủ 16,5m², phòng kho và một nhà vệ sinh chung. Tầng 2 bao gồm một phòng sinh hoạt chung rộng 16m², một phòng ngủ master rộng 28,5m², hai phòng ngủ nhỏ và một nhà vệ sinh chung. Tầng 3 bố trí phòng thờ rộng 21,5m², một phòng ngủ 15m², sân chơi và nhà vệ sinh chung. Sau khoảng 30 ngày làm việc, từ giai đoạn khảo sát, tư vấn phương án mặt bằng, thiết kế 3D và triển khai bộ hồ sơ kỹ thuật thi công, chúng tôi đã hoàn thiện và bàn giao bộ hồ sơ tới gia đình anh Huân. Thời điểm này, sau 3 tháng thi công thì hiện tại công trình đã thi công tới phần thép mái tầng 3. Thì đối với tất cả các công trình của Kiến Phú Mỹ thì đều được chúng tôi miễn phí giám sát ít nhất là 3 lần tùy theo quy mô. Và đối với công trình 3 tầng như của gia đình nhà anh Huân thì chúng tôi sẽ miễn phí giám sát ít nhất là 4 lần vào những giai đoạn quan trọng như là thi công thép móng này, thép sàn các tầng, thi công hoàn thiện để đảm bảo ngôi nhà đạt được chất lượng tốt nhất. Đầu tiên ở hạng mục kết cấu móng, vì công trình của gia đình anh Huân có tải trọng khá lớn và được xây dựng trên nền đất yếu, nên kỹ sư của Kiến Phú Mỹ đã tư vấn sử dụng loại móng ép cọc bê tông để tạo sự chắc chắn và vững chãi nhất cho công trình. Phần thép dầm móng được sử dụng loại thép phi 20, phần đài móng thì được sử dụng phi 12 kết hợp với phi 14 để phù hợp với thiết kế đài móng lệch và đài móng cân. Phần kết cấu móng này được kỹ sư của chúng tôi tính toán rất cẩn thận trên các phần mềm chuyên nghiệp để đảm bảo hai yếu tố bền vững và kinh tế. Tiếp đến là những công đoạn thi công thép các sàn. Xin mời quý vị cùng xem một số hình ảnh chúng tôi đã tổng hợp trong quá trình giám sát nhé. Quý vị, vừa rồi Kiều Loan đã cập nhật tới quý vị quá trình thi công căn biệt thự 3 tầng hiện đại với kích thước mặt tiền là 11m và chiều sâu là 10m của gia đình nhà anh Huân tại Đông Anh, Hà Nội. Và nếu như quý vị đang quan tâm hoặc có nhu cầu thiết kế xây dựng căn nhà đẹp như trên, xin mời quý vị hãy cùng liên hệ tới hotline của Kiến Phú Mỹ 0981 111 838 để được chúng tôi tư vấn mẫu nhà ước mơ nhé. Và quý vị đừng quên đăng ký kênh để xem những hình ảnh hoàn thiện của căn biệt thự này. Cuối cùng, Kiều Loan xin kính chúc quý vị sức khỏe và thành công. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm và theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại!